Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn xác Đức Maria là trinh nữ vô nhiễm và là thánh mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời để mai sau được cùng thánh mẫu chung hưởng vinh quang. Và xin Chúa đổ tràn đầy phúc lành trên giáo họ thân yêu chúng con, cho các anh chị cộng đồng ca, cho ban hát thiếu nhi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần từ muôn thuở đến muôn đời. Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan,
Bây giờ tôi thấy đền thờ Thiên Chúa trên trời mở ra, và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ. Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời, đó là một con mãng xà đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai. Người con này sẽ dùng trường sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta, giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền cứu độ, và Đức Kitô của người, giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Đó là lời Chúa. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình. Mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất. Khi người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy,
Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô, mà khi nói muôn loài thì dĩ nhiên không kể đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, Người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Kính thưa cộng đoàn và thiếu nhi chúng con thân mến, đó chính là lời tuyên xưng của Đức Maria và một trong những điều cao cả mà Thiên Chúa đã làm cho Đức Maria, đó là Thiên Chúa đã cho mẹ cả hồn và xác lên trời. Điều này đã xác tín cho chúng ta về kinh Tin Kính mà lát nữa đây tất cả chúng ta cùng nhau tuyên xưng.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Cho chúng ta thấy Đức Trinh Nữ Maria là thụ tạo đầu tiên đã được Thiên Chúa cho lên trời cả hồn lẫn xác, là bởi vì như trong bài đọc hai trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói cho chúng ta thấy đứng đầu là Đức Kitô và kế đến là những ai đi theo Người. Những ai đi theo Người đó chính là những người sẽ được Thiên Chúa cho được sống lại, hưởng vinh phúc cùng với Ngài. Và Thánh Phaolô còn nói cho chúng ta thấy rõ, những ai khi liên kết với Adam thì gặp phải cái chết, còn những ai liên đới với Đức Kitô thì sẽ được sống mãi. Và đó cũng chính là điều đã được thực hiện nơi Đức Trinh Nữ Maria. Nhìn trong cuộc đời của mẹ, chúng ta thấy suốt cả cuộc đời của mẹ, mẹ đã gắn bó với Thiên Chúa, và nhất là mẹ đã gắn bó với người con của mẹ là Chúa Giêsu Kitô, là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ của toàn thể nhân loại. Ngay từ khi mẹ cưu mang Chúa Giêsu trong lòng, mẹ cho dẫu mẹ không biết được rằng đây là thánh ý của Thiên Chúa, thế nhưng khi đã nhận ra được Đấng toàn năng đã làm cho mẹ biết bao điều cao cả, mẹ đã thực thi thánh ý và sẵn sàng hy sinh tất cả để cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thành toàn cho nhân loại. Mẹ đã trung thành bước theo Chúa Giêsu, để rồi cho chúng ta thấy nhìn lại cuộc đời của mẹ, mẹ đã bước theo Chúa Giêsu đến tận chân đồi Canvario, để qua đó mẹ đã chứng kiến ơn cứu độ của Thiên Chúa và ơn lớn lao mà Đấng toàn năng sẽ thực hiện nơi mẹ khi mẹ luôn trung thành liên kết với Đức Giêsu. Bởi vậy, qua lời ngợi khen của người chị họ là bà Elizabeth, chỉ nhìn Đức Maria là một người diễm phúc trong ánh quang của con người, diễm phúc trong những điều mà mẹ Maria đang cưu mang là một hài nhi vượt tầm hiểu biết của con người. Thế nhưng Đức Maria đã không dừng lại những diễm phúc ấy ở nơi mẹ, mà mẹ đã cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa, để qua đó mẹ đã cho chúng ta thấy được rằng mẹ, tất cả cuộc đời của mẹ đều thuộc về Thiên Chúa. Và khi chính vì thuộc về Thiên Chúa như vậy, sau khi mẹ đã kết thúc lữ hành trần thế này, mẹ đã được Chúa cho về trời cả hồn lẫn xác. Và nơi Đức Trinh Nữ Maria đã được thực hiện ý định của Thiên Chúa là những ai liên kết với Đức Kitô thì sẽ được sống mãi. Và đó cũng chính là gương sáng cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa chính là Đấng luôn yêu thương và là Đấng luôn cứu độ chúng ta. Và nhất là Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ thật tuyệt vời, một người mẹ đã cứu mang Đấng cứu thế đến cho chúng ta, và một người mẹ luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Ngay như khi mẹ còn ở trần gian này, trong tiệc cưới Cana, chúng ta thấy khi gia đình hôn phối đang gặp những trục trặc trong bữa tiệc, không cần họ phải lên tiếng, mẹ đã nói với con của mẹ hãy ra tay giúp đỡ họ, để rồi phép lạ lớn đã xảy ra để cứu gia đình ở Cana. Thì ngày hôm nay mẹ đang ở trên trời, mẹ đang cũng chuyển cầu cho mỗi người chúng ta. Mẹ luôn nghe những lời chúng ta cầu nguyện, mẹ luôn cùng với chúng ta cầu nguyện, để qua đó mẹ sẽ giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa. Như trong bài đọc 1 chiếc sách Khải Huyền nói cho chúng ta thấy, một người nữ sẽ sinh con, và con rồng đó chính là biểu tượng của Satan. Nó đang muốn nuốt lấy người con mà người nữ đã sinh ra.
Qua hình ảnh của Khải Huyền, các nhà chú giải vẫn cho chúng ta thấy được rằng đó là hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria và hình ảnh của giáo hội đang sinh ra những người Kitô hữu trong một thế giới đang gặp phải biết bao những sự thử thách, biết bao những sự thách đố và biết bao những sự lôi kéo của tội lỗi. Nó đang nuốt chửng chúng ta, làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Nhưng chúng ta đừng nản chí. Sách Khải Huyền cho chúng ta thấy, cho dẫu con Satan ấy, con rồng ấy, nó đang rình mò để nuốt người con, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn bảo vệ người con ấy. Và qua đó cũng cho chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa vẫn luôn bảo vệ mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy để cho Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ luôn thực hiện những điều cao cả nơi cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta khi lữ hành trên trần gian này, chúng ta cũng đang gặp biết bao những thử thách, biết bao những lôi kéo, biết bao những sự cám dỗ của ma quỷ Satan. Nó đang rình mò lôi kéo chúng ta. Nếu khi chúng ta không biết liên đới với Đức Kitô thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đối diện với cái chết. Còn khi chúng ta biết noi gương mẹ của chúng ta là đấng luôn liên đới với Đức Kitô, thì khi ấy chúng ta cũng sẽ mai ngày sẽ được Chúa cho được hưởng vinh phúc nước trời giống như mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu hồn xác lên trời, chúng ta nguyện xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn xác tín rằng đấng toàn năng luôn làm những điều cao cả trên cuộc đời của chúng ta. Và khi Thiên Chúa sẽ thực hiện được những điều ấy, khi mỗi người chúng ta luôn biết noi gương mẹ Maria, chúng ta hãy biết liên đới với Đức Kitô, để rồi qua chúng ta Thiên Chúa tiếp tục thực hiện chương trình cứu độ cho nhân loại, để rồi mai ngày tất cả chúng ta sẽ được cùng gặp Đức Trinh Nữ Maria trong nước trời, là nơi mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho tất cả những ai khi sống trên trần gian này chúng ta luôn biết liên kết với Đức Kitô. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thề bởi Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta.
lời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba, người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người ta dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất thánh thiền công giáo và tông. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng muốn cho mọi người chúng ta ca ngợi Đức Maria là thân mẫu con một Chúa. Hôm nay mừng mẹ được vinh hiển hồn xác lên trời, chúng ta vui mừng long trọng dâng lời cầu nguyện. Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa được đưa về trời. Mẹ là khởi đầu và là hình ảnh của hội thánh viên mãn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hội thánh luôn biết noi gương Đức Mẹ, sống kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể và nhiệt thành đem Chúa cho mọi người, nhất là những người chưa biết Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thiên Chúa đã đặt Đức Maria là từ mẫu của nhân loại, cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, nhất là trong giai đoạn khó khăn vì sự bất công và thiên tai trên toàn thế giới và tại Việt Nam chúng con. Nhờ mẹ, họ cũng được lãnh nhận đấng ban sự sống. Xin Chúa. Mẹ Maria là tấm gương giới thiệu Chúa Giêsu cho nhân loại. Xin cho cha chủ tế, quý cha, quý tu sĩ được tràn đầy hồng ân của Chúa và mẹ Maria để dẫn dắt cộng đoàn giáo xứ biết noi gương mẹ, giới thiệu Chúa Giêsu cho những người chung quanh. Xin Chúa nhậm lời chúng ta. Đức Maria mẹ chúng ta, hồn xác được siêu thăng cõi vinh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả cộng đoàn, cách riêng cho giáo họ Đức Mẹ hồn xác lên trời, các vị ân nhân, những chị em nhận danh hiệu Đức Maria làm bổn mạng, được thấm nhuần tình thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Xin Chúa thương đến những anh chị em vì hoàn cảnh, bệnh tật không thể đến dự thánh lễ hôm nay. Xin Chúa cũng thương đến cha Phêrô Phan Phát Huồng, cha Phêrô Đinh Ngọc Quế, cha Anphonso Hoàng Gia Khánh, các vị chức sắc và các anh chị em trong giáo họ đã qua đời được hưởng nhan thánh Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin ban cho chúng con tràn đầy ơn phúc để biết sống đẹp thánh ý Chúa theo gương Đức Trinh Nữ Maria, hiền mẫu của chúng con trong cuộc sống hiện tại, để mai ngày được hưởng vinh quang của Chúa là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Xin anh chị em cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng kính để mừng Đức Maria hồn xác về trời. Vì lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn luôn hướng về Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa được đưa về trời. Người là khởi đầu, là hình ảnh của hội thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Cha không muốn người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì người đã sinh hạ con cha yêu quý là đấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi cha và phấn khởi tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa truyền.
Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ ta Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Amen. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả. Như Đức Mẹ, mỗi người chúng ta cảm nhận biết bao nhiêu hồng ân Chúa đã thương ban. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sống, nước Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay hưởng Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sợ dỡ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Niềm vui bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy trao bình an của Chúa Giêsu cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, phúc những ai được mời dự tiệc trên Thiên Chúa. Con hát tụng hát tình yêu
Thiên Chúa là Cha. Bầu trời xanh ba la vút cao, biển khơi mênh mông sóng xô trùng dương, cùng ngày đêm tung hô quyền năng, Chúa thương ban chan hòa. Ngàn tàu sinh muôn nơi hợp hoan, bài ca tạ ơn Thiên Chúa vinh quang, với vũ trụ này con xin hát khen Ngài. Để tim con hát cùng hát nên yêu, ca khúc muôn đời vang lên chẳng ơi. Hát lên con chúc khen, Thiên Chúa vô cùng nhân lành. Vì mỗi con hát lên khúc ca, cuộc đời con tin yêu thiết tha, một Thiên Chúa là Cha. Một ngày qua bao nhiêu phúc ơn Chúa đã thương ban xuống cho đời con, vì tình yêu vô biên tràn lan chứa chan trong tâm hồn. Dù mừng vui hay bao lệ rơi, đời con dâng lên tiếng hát không ngơi. Chúa thương con hỏi con sao nói nên lời. Để tim con hát cùng hát tình yêu, ca khúc muôn đời con lên cho người. Con vang lên khúc ca, cuộc đời con tin yêu thiết tha, một Thiên Chúa là Cha. Tình yêu Chúa theo con tháng năm trang phôi và chung tín môn màu son. Dù tình con bao phen đổi thay, mãi tin yêu Chúa tròn. Nguyện xin Chúa dẫn lối đời con, đường con đi xin xanh bước với con, để trái tim này luôn chan chứa câu ca ngợi. Con vang lên khúc ca, cuộc đời con tin yêu thiết tha, một Thiên Chúa là Cha. Để tim con hát khúc hát nên yêu, ca khúc muôn đời vang lên cho người. Hát lên câu chúc khen, Thiên Chúa vô cùng nhân lành. Vì mỗi con vang lên khúc ca, cuộc đời con tin yêu thiết tha, một Thiên Chúa là Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Amen. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria, nhờ người anh chị em đã đáng lãnh nhận đấng ban sự sống. Amen. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây, xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc và niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen.
Thánh lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Tỏa bay chín tầng.